Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem câu cá lóc ở quê mình nha. Đây chính là con mồi đã lừa được bao nhiêu con cá đây mọi người ơi. Ha, cái mồi này trông đơn giản vậy thôi nhưng mà câu cá thì rất là nhạy nha mọi người. Chứ chú ở quê mình thì không có tiền mua mồi giá với cả cần xịn sò đâu mọi người ạ. Chỉ như một cái cây với cả một cuộn cước là có thể câu được cá rồi. Đen đây nhìn chú quay cước rất là điêu luyện luôn mọi người ạ. Chú kể với mình rằng là một ngày chú có thể câu được tầm khoảng 2-3 cân cá là chuyện bình thường mọi người nhá. Còn trung bình là chú câu được tầm khoảng 4-5 cân, ngày nào cũng thế. Ở quê mình dạo này thì rất là nhiều cá lóc bởi vì bây giờ đang đến mùa mà mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người ở video lần sau nha.